Và ngoài ra thì bên em còn đang có chương trình là khi mà mình mua hóa đơn 2 triệu thì sẽ được nhận một vòng quay may mắn. Và quay có thể trúng được nhiều phần quà hấp dẫn. Cái gì mình ghé cửa hàng của em nhé. Xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm bữa sau cái clip mà giới thiệu về con máy rửa xe được tặng một con máy hút bụi mini như thế này, thì có một số anh đã hỏi em về con máy này có bán lẻ hay không. Thì hôm nay đồng nghiệp tự chọn sẽ giới thiệu với tất cả các anh về những mẫu máy hút bụi đang có sẵn tại đồng nghiệp tự chọn nha. Và con máy đầu tiên chính là con máy nhỏ gọn nhất trong số những con máy hút bụi cầm tay của đồ nghề tự chọn, thì em nó có mã là DV1 nha, đến từ hãng của Detong nha các anh. Thì em máy này sẽ được tích hợp phần pin và sạc ở trong thân máy luôn, thì đây là cổng sạc Type-C, các anh có thể sử dụng sạc điện thoại bình thường để sạc cho em nó cũng được, rất là nhỏ gọn luôn. Và khi mà mình sử dụng em nó thì các anh nhấn đè vào đây thì em nó sẽ bắt đầu khởi động, và khi mà mình tắt thì mình sẽ nhấn lúc này thì em nó sẽ tắt. Khi mà mình muốn lấy phần bụi ở phía bên trong máy ra thì mình sẽ dặn theo chiều kim đồng hồ đó, thì lúc này là sẽ lấy được bụi ra nha. Và khi mà mình muốn lắp vô lại á thì mình cứ dặn ngược lại là ok, nghe một cái cọc đó là sẽ lắp lại được. Thì con máy này có màu sắc chủ đạo đó chính là màu trắng và màu xanh, tại vì là đây là máy trưng bày cho nên là nó sẽ hơi dơ một chút xíu. Và khi mà mình mua máy này thì mình sẽ được tặng kèm trong máy là một lõi lọc HEPA. Đây là cái lõi lọc có thể hút được bụi mịn, có thể thích hợp cho những gia đình mà có con nhỏ thì rất là phù hợp luôn. Và còn tặng kèm theo cho mình là một đầu nối như thế này, có thể hút ở những cái nơi mà nhỏ, hoặc là mình có thể dùng để hút máy tính, những cái kẻ bàn, những cái kẻ tủ nhỏ cũng rất là thích hợp, hoặc là mình có thể hút trên xe ô tô. Đó. Thì cái này thì sẽ có tặng kèm theo cho các anh một cái dây sạc Type-C luôn nha. Và với một con máy nhỏ gọn, chế độ bảo hành lên đến 12 tháng, mà giá của em nó thì chỉ có 490 nghìn, một giá rất là hời. Cho nên là khi với lại là bên em còn có đang có chương trình là khi mà mình mua một con máy rửa xe Detong thì sẽ được tặng thêm một em máy hút bụi nhỏ gọn này. Là tính ra là mua cái máy hai máy luôn mà chỉ có 1 triệu mấy thôi đó các anh. Và ngoài ra thì bên em còn đang có chương trình là khi mà mình mua hóa đơn 2 triệu thì sẽ được nhận một vòng quay may mắn, và quay có thể trúng được nhiều phần quà hấp dẫn. Cái gì mình ghé cửa hàng của em nhé. Và tiếp theo sẽ đến với một con máy hút bụi với kích thước lớn hơn con khi nãy, đó chính là em Detong với mã M21HB01 nha các anh. Dạ, bây giờ em sẽ mở ra phía bên trong xem nó như thế nào nhé. Ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ được kèm là một thân máy. Nói nó bự chứ thật ra cũng không có bự lắm đâu, cũng vừa tay. Một ống nối dài. Một phiếu bảo hành. Một lõi lọc đi kèm. Một ống dùng để hút những khe hở nhỏ. Một ống hút những khe hở với kích thước lớn hơn. Một ống dùng để hút thảm và sofa. Thank you.
và cuối cùng đó chính là một em hút sạc với đầu xoay có thể xoay 360 độ. Đây, phải xoay mọi góc luôn, có bánh xe luôn. Và tất cả những thứ như thế này sẽ được gói gọn vào một chiếc hộp. Thì em này sẽ sử dụng động cơ có chở than nha các anh. Và sẽ có tích hợp đèn ở đây. Khi mà mình sử dụng thì mình sẽ đẩy em nó lên. Mình gắn pin cái nha các anh. Và pin của em này là sử dụng chân pin phổ thông nha, cho nên là mình có thể sử dụng chân pin phổ thông M21 của Decton, của Yamasu hoặc là của Makita cũng rất ok. Nhưng nếu mà mình sử dụng pin của Makita thì pin của Makita hơi có chút đặc thù, thì mình nên suy nghĩ cẩn thận trước khi sử dụng nó. Đây, khi mà mình bật lên, mình ấn đèn một chút thì máy sẽ bắt đầu hoạt động, đèn cũng sẽ sáng lên. Và khi mà mình tắt thì mình chỉ cần đẩy lên một cái là máy của mình sẽ tự động tắt nha. Và khi mà mình muốn lấy cái phần bụi ở phía bên trong đi ra thì mình đè cái nút này nha các anh, thì sau đó mình lấy ra thôi. Đây, lấy ra rất là dễ dàng. Và khi mà mình muốn thay cái lọc ở phía bên trong, cái này cũng là lọc lõi, lọc H3 như thế này, hút được bụi mịn. Đây, thì mình cứ nó sẽ có cái ký hiệu như này. Thì khi mà mình muốn mở ra thì mình dặn ngược chiều kim đồng hồ mình mở ra, còn đậy lại thì mình đậy vô cho cái khớp đó, rồi xong mình chặn lại. Mình lắp vô thì cũng theo cái hình của nó, theo hình đó. Mình lắp vô mình nghe một cái cọc một cái là sẽ ok. Các anh nhớ là lắp cho nó khớp với cái phần khớp ở phía dưới lẫn ở phía trên nha. Không thôi là khi mà mình sử dụng thì nó sẽ bị xúc ra, nó sẽ bị đổ bụi ra. Và em máy nha, em máy này thì có một cái giá rất là yêu thương, đó chính là chỉ có 940.000 cho một em này thôi. Rất là ok. Và chế độ bảo hành của em nó lên tới tận 12 tháng lận nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Thì đến với sản phẩm tiếp theo, đó chính là một em máy với phiên bản nâng cấp hơn em máy HB01 khi nãy. Đó chính là em máy M21HB01BL nha các anh. Thì em máy này sẽ có phụ kiện đi kèm giống với em máy HB01 khi nãy, nhưng mà em nó sẽ khác một cái, đó chính là phần động cơ. Thì động cơ, nếu mà động cơ của HB01 khi nãy á là động cơ có chở than, thì em này sẽ là động cơ không chở than nha các anh. Thì khác biệt giữa động cơ có chở than và không chở than như thế nào á, thì là đối với động cơ không chở than thì nó sẽ giúp mình là tiết kiệm được pin nè, với lại là cái mình sẽ không cần phải tốn tiền khi mà phải thay chở than khi mà nó bị hao hụt nha các anh. Và cái phần nó cũng sẽ có khác biệt một xíu, đó chính là đối với cái phần mà công tắc mở như thế này. Thì để em lắp pin vô cho mình. Thì khi nãy là em nói là cái máy này là chân pin của nó là chân pin phổ thông á, cho nên là mình có thể lắp những cái pin mà M21. Thì hôm nãy là em đã lắp pin của Decton rồi, thì bây giờ em sẽ lắp thử pin Yamasu cho mình xem nha. Đó. Thì khởi động, thì em này thì mình đè lên thì em cũng sẽ khởi động. Và lưu ý khi mà tắt em này á, thì mình đang đè lên một xíu thì máy nó sẽ tự tắt, chứ không giống như em HB01 khi nãy là mình chỉ cần mình đẩy lên nhẹ một cái là nó tắt liền. Thì cái này mình đè một xíu nữa thì nó sẽ tắt.
đó thì nó chỉ khác biệt có bao nhiêu đó thôi. Với lại là màu sắc của em này là sẽ là màu xanh với trắng, là màu đặc trưng của hãng luôn. Về chế độ bảo hành thì em này cũng sẽ là bảo hành cho mình là 12 tháng. Giá của em này là vì là động cơ không chở than, cho nên là giá của nó cũng sẽ nhỉnh hơn giá của em kia một xíu. Đó chính là 1.090.000 cho một em này nha các anh. Và một em cuối cùng cũng sử dụng pin, đó chính là em đến từ hãng Toto với mã là TVLI20126 nha các anh. Thì nếu như hai em máy khi nãy của Đét Tông không có kèm theo pin với sạc cho mình thì em máy này sẽ kèm theo cho mình là một pin và một sạc nha. Thì bây giờ em sẽ mở máy ra cho mình xem nha. Đây, ở phía bên trong sẽ kèm là một thân máy. Một đầu hút ở những cái khe nhỏ. Một đầu hút thảm. Và sofa. Có hút giường luôn cũng được. Một phiếu bảo hành của Toto. Và quan trọng nhất đó chính là một pin và một sạc của hãng luôn. Thì lưu ý là pin với sạc của hãng này là chỉ xài của Toto nha các anh, chứ không phải là chân pin phổ thông nha. Cho nên là mình không thấy sử dụng với những cái hãng khác. Này. Bây giờ em sẽ lắp pin vô cho mình xem nha. Thì pin này hãng tặng kèm cho mình sẽ là đi chung với combo, đó chính là pin 2A. Mở nắp. Đó. Nhìn thì với kích thước này của nó thì sẽ nhỏ gọn hơn hai em của Đét Tông khi nãy. Và đây là khi bật lên, mình chỉ cần đẩy nhẹ thôi là máy đã khởi động rồi. Cái này là đây. Đó. Lực hút rất là mạnh luôn. Và khi mà mình hút bụi mình muốn lấy ra thì mình sẽ đè cái nút này, sau đó làm lấy ra. Đó. Thì máy này cũng sẽ kèm cho mình là lõi lọc HEPA như những con máy trước nha anh. Cái hút bụi mịn đến 99%. Đó. Khi lắp vô thì mình cứ lắp vô bình thường, nghe một cái tóc một cái là nó đã vô khớp rồi. Thì con máy này thì được cái là nó sẽ nhỏ gọn hơn là hai em Đét Tông khi nãy. Nó sẽ với những cái con máy này thì nó sẽ phù hợp cho các gia đình nào mà các anh chị nào như là muốn cho con mình tập dọn dẹp phòng thì những cái máy này cũng rất thích hợp cho trẻ nhỏ cầm. Thì nó cũng không có vướng víu dây điện nhiều mà nó chỉ kèm một cục pin nhỏ gọn thế này thôi, rất là ok. Và lưu ý nha các anh, thì con máy này chỉ có chế độ bảo hành trong vòng 3 tháng thôi và giá của em nó là 1.010.000 nha. Nếu mà mình thích thì mình cũng có thể tham khảo thử em này ha. Và nếu các anh quan tâm tới những con máy hút bụi nhỏ gọn như thế này thì hãy liên hệ với tụi em qua số hotline phía bên trên nha. Và đừng quên đăng ký kênh của Đồ Nghề Tự Chọn để có thể đón chờ những clip tiếp theo của Đồ Nghề Tự Chọn. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.